đầu to thích uống nước ngọt. Con về rồi ạ. Khát khô cả cổ. Khát thì cũng không thể uống như vậy được. Nước ngọt không nên uống nhiều. Con biết rồi, từ sau con sẽ uống ít đi. Con quay lại đây cho mẹ. Xem ra phải nghĩ cách thôi. Đến đúng lúc lắm, cún con ngoan, đừng tỉnh dậy nhé. Bố đồ nhỏ, bố đang làm gì vậy? Xin lỗi, tao không cố ý đâu. Rốt cuộc làm sao vậy? Sao hết nước ngọt rồi? Chắc chắn là bố đồ nhỏ giấu đi rồi. Quả nhiên bố đồ nhỏ giấu nước ngọt ở đây. Nhất định phải lấy lại nước ngọt. Đừng quậy, ngoan nào. Không sao. Nhột quá. Tới rồi. Nước ngọt của mình. Lần này mình phải lấy lại nước ngọt của mình một cách đường hoàng. Tao không sợ mày đâu. Mau tránh ra, để tao lấy nước ngọt. Tránh ra, bằng không tao sẽ cho mày thấy sự lợi hại của tao. Cún con, chúng ta là bạn tốt. Tao cho mày gặm xương nhé. Bố đồ nhỏ, cún con đáng yêu lắm. Chẳng phải hàng ngày bố đều đi thăm nó sao? Ừ ha, con mà không nhắc thì hôm nay bố cũng suýt quên. Ôi mẹ ơi! Con muốn uống nước ngọt đúng không? Bố sẽ uống hết chỗ nước ngọt này cho con khỏi uống. Bố đồ nhỏ, bố uống no rồi hả? Vậy số còn lại đều là của con. Con đồ to, mẹ làm ảo thuật nhé. Con có muốn xem không? Con muốn xem. Con đồ to, con nếm xem đây là gì. Đây chính là nước ngọt. Không sai, đây chính là nước ngọt. Tiếp theo, mẹ sẽ biến ra một loại nước ngọt mà con thích uống hơn. Wow, ngon quá. Nào, con đồ to, con thấy hai loại này, loại nào ngon hơn? Cái này ngon. Đúng vậy, nước ngọt không những không ngon mà nước ép trái cây tươi mà còn không tốt cho sức khỏe nữa. Từ sau con muốn uống nước ngọt thì thay bằng nước ép trái cây tươi, mẹ làm được không? Dạ, từ sau con sẽ không uống linh tinh nữa.
truyền dịch cho cây. Yeah, cuối cùng cũng hết mưa, có thể ra ngoài chơi rồi. Trận mưa bão này mạnh thật. Bố đồ nhỏ ơi, hôm nay chúng ta phải dọn dẹp giường đúng không? Con thật tự giác, không cần mẹ tập về giao việc nữa. Vậy thì bắt đầu dọn dẹp đi. Bố đồ nhỏ ơi, bố đồ nhỏ, cây bị đổ rồi. Chắc là hôm qua bị mưa gió quật đổ. Bố đồ nhỏ ơi, chúng ta phải cứu nó. Để đấy mọi người đi qua dẫm lên thì sớm muộn gì cũng gãy mất. Chắc ban quản lý sẽ khiêng cái cây đi. Không được, không thể để cây bị bắt đi. Con phải cứu nó, con đi tìm người giúp. Chính là cái cây này, chúng ta phải cứu sống nó. Chúng ta nên làm thế nào? Dựng nó lên trước đã. Nhưng sức của chúng ta yếu quá. Để bố đồ nhỏ. Bố đồ nhỏ ơi, hay là chúng ta chờ chú bụng không đáy đi làm về rồi bê sao? Không cần. Tuy bố không nâng lên được, nhưng chúng ta biết sử dụng công cụ mà, nên sử dụng cái này để dựng cây dậy. Một, hai, một, khênh lên. Kéo đi, kéo đi. Mọi người cùng gắng sức. Lên rồi, cố lên, sắp được rồi. Một, hai, ba. Một, hai, kéo. Một, hai, cố lên, cố lên. Sắp được rồi. Kéo đi, kéo đi. Chúng ta phải đắp thêm đất vào để cây không bị nghiêng ngả nữa. Bố ơi, có phải cây bị ốm không? Sao thế? Cây bị rụng lá nè, làm thế nào bây giờ? Lúc em bị ốm, mẹ sẽ dán miếng hạ sốt cho em. Nhưng cây có sốt đâu. Thế thì cho nó uống thuốc. Cây không có miệng thì uống bằng cách nào? Ngâm vào nước, tưới nước cho nó là được mà. Ý hay đấy. Được, hành động thôi. Ba đứa nhóc này lại nghĩ ra ý tưởng gì vậy? Tìm thấy rồi, các loại thuốc mẹ đều cất ở đây. Đây là thuốc gì thế? Tớ cũng không biết, hay cứ cho vào cả đi. Các con, thuốc không uống bừa bãi được đâu. Không phải tụi con uống, mà là cho cây uống ạ. Chắc chắn nó bị dính mưa sinh bệnh rồi, nên mới rụng lá. Nhưng thuốc dành cho người chắc không tác dụng với cây đâu. Vậy thì làm thế nào hả bố? Bố có cách, đi theo bố. Wow, hóa ra cây bị ốm cũng có thể truyền dịch à? Đúng vậy, nhưng truyền cho cây không giống như truyền cho chúng ta. Truyền xong là cây sẽ khỏe lại sao ạ? Truyền xong cây sẽ khỏi ốm, vậy là không sao nữa. Đây là gì thế ạ? Đây là vôi trắng. Nếu quét lên thân cây thì côn trùng sẽ không cắn nó nữa. Để con quét. Giờ thì côn trùng cũng sẽ không cắn bố đồ nhỏ nữa.